Ung thư tuyến giáp là bệnh phổ biến và ngày càng có dấu hiệu gia tăng và trẻ hóa. Bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện ra ở giai đoạn sớm và được điều trị đúng cách. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiên lượng bệnh ung thư tuyến giáp thể biệt hóa rất tốt và tốt hơn nhiều so với các loại ung thư khác. Gần đây, nhờ việc khám sức khỏe định kỳ mà ngày càng có nhiều bệnh nhân phát hiện ra ở giai đoạn sớm hơn và được điều trị khỏi bệnh. Tỷ lệ khỏi bệnh là trên 90% nhờ vào các phương pháp như phẫu thuật, xạ trị iốt 131 và liệu pháp hormone. Việc quan trọng là bạn cần làm để phát hiện ra sớm ung thư tuyến giáp là khám tầm soát định kỳ hàng năm và quan tâm đến những dấu hiệu cảnh báo để có thể khám và điều trị kịp thời. Các dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến giáp gồm: phát hiện ra u vùng cổ, khối u này có thể sở thấy ở vùng cổ trước, thường di động theo nhịp nuốt; khàn tiếng, xảy ra khi u xâm lấn vào dây thần kinh thanh quản, gây ảnh hưởng đến giọng nói; khó nuốt khi khối u có kích thước lớn, chèn ép vào thực quản, gây ra triệu chứng này. Hiện nay, đa số bệnh nhân phát hiện ra ung thư tuyến giáp khi khám sức khỏe định kỳ chưa có triệu chứng lâm sàng. Do vậy, việc tầm soát sức khỏe định kỳ chỉ với một số bước đơn giản như khám lâm sàng, siêu âm vùng cổ, chọc tế bào có vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời khỏi bệnh ung thư tuyến giáp.